Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vét tiền dân tống vào lăng và những tượng đá vô bổ, Đảng đã vì dân như thế đấy. Vào hồi tháng 8 năm 2023, tờ báo Tuổi Trẻ có bài phóng sự Công nhân trong bão giảm việc làm, 100.000 đồng xài trong một tuần, nói về đời sống cơ cực của người lao động trong thời kỳ việc làm thì ít mà lao động thì đông. Đó là tình hình chung cả năm và chắc chắn nó còn kéo dài sang năm 2024. Hồi cuối tháng 11 năm 2023, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11 đầu năm 2023 có đến 160.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Đấy là những gì báo chí cho biết, còn thực tế thì không khó chứng minh. Hãy đi dạo phố phường các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Sài Gòn và Hà Nội, nơi có nền kinh tế năng động nhất Việt Nam, thì sẽ thấy tình trạng kinh doanh tệ hại đến như thế nào. Nhà mặt tiền kiếm không ra người thuê, số đang thuê thì phải trả mặt bằng vì gồng không nổi. Người dân nghèo, khốn khổ nhưng Đảng đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng mỗi tượng đài Hồ Chí Minh, có hàng chục tượng đài, thậm chí hàng trăm tượng đài, hàng nghìn tượng đài như thế. Trong tình hình kinh tế khó khăn thì thành phố, thành phần lao động chịu tác động nặng nhất. Những chủ doanh nghiệp, dù có giải thể thì họ cũng không đến nỗi kiếm không ra một ngày ba bữa như người lao động Việt Nam. Tình hình khốn đốn đến mức Tuyên giáo đã chỉ đạo báo chí viết bài nói rằng 38% người dân châu Âu không đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Cứ mỗi khi báo chí viết bài dạng như thế thì phải hiểu đấy là tình hình Việt Nam chứ không phải châu Âu. Việt Nam là đất nước không an sinh, Đảng thu thuế của dân rất nhiều nhưng không lo an sinh cho dân dù một phần. Ở Việt Nam, học sinh đã không được trợ cấp mà ngược lại họ còn bị nhà trường tìm mọi cách để móc túi. Nguyên nhân là Đảng chi cho Bộ Giáo dục quá thấp, chỉ bằng 1 phần 15 so với Bộ Công an thì lấy đâu ra tiền mà trợ giá cho ngành giáo dục. Ngành y tế cũng như vậy. Ở Việt Nam, người dân đến bệnh viện thì phải đóng đủ mọi chi phí, nhà nước không trợ cấp một xu nào cả. Với ngân sách chi phí cho Bộ Y tế chỉ bằng 1 phần 16 so với Bộ Công an, thì bộ này lấy tiền đâu ra mà trợ giá, chữa trị cho dân. Phần tiền để tài trợ cho người bệnh đã bị Đảng dồn hết cho công an, rồi lấy đâu ra cho dân để mà hỗ trợ chi phí y tế. Đảng đã vét tiền của dân quẳng vào tượng đá vô bổ khắp nơi. Ngoài chuyện chi ngân sách một cách bất công và toàn dân thì Đảng đã thà dùng tiền quẳng vào những nơi vô nghĩa, chứ dứt khoát không hỗ trợ dân nghèo. Ví dụ như mới đây, tỉnh Cà Mau đã khởi công xây dựng cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, kinh phí tới 176 tỷ đồng. Trong khi đó, công nhân không có việc làm đã phải dùng tới 100.000 đồng cho một tuần, sao cho đủ chi, thì chính quyền lại quẳng tiền vào tượng đá như vậy. Số tiền này bằng 30 năm, ngàn năm ăn của người dân nghèo đã dùng, tại sao có thể tính đến như thế? Và trên cả đất nước này, tượng đài hàng trăm, hàng ngàn tỷ thì lại đếm không xuể. Đảng đã móc họng dân nghèo và quẳng vào những tượng đá vô bổ. Đảng đã vì dân như thế. Theo nghị quyết số 105 mới ban hành vào hồi tháng 10 năm 2023 vừa qua, chi phí cho lăng Ba Đình là 291 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày, cái lăng này ngốn hết khoảng 800 triệu đồng. Nếu so sánh số tiền ăn mà công nhân nghèo đang phải ăn sao cho đủ 100.000 trong một tuần, thì số này gấp 56.000 lần. Tức là xác chết của ông ăn gấp 56.000 lần người sống. Người chết ăn 800 triệu đồng mỗi ngày, còn người sống có 100.000 đồng trong 7 ngày. Hơn hết, người dân nghèo cần được trợ cấp về kinh tế khi khó khăn. Nhà nước của dân và do dân thực sự không bao giờ đốt tiền, trong khi đồng bào khốn khổ đến như thế. Mặc dù Đảng cho Tuyên giáo mở hết công suất để nói về thứ nhân văn của Đảng, nói về thứ nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhưng sự thật thì ngược lại. Đảng không bao giờ nghĩ đến dân, bởi từ khi mới thành lập, Đảng đã xem dân là nguồn lợi để mà chiếm dụng và khai thác. Dù trước đây gần 80 năm hay bây giờ vẫn như thế, không khác về bản chất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Vét tiền của dân tống vào lăng và những tượng đá vô bổ, Đảng đã vì dân như thế đấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng để tội phạm trị dân, Tổng bí thư cũng là tổng tội.
ông Trịnh Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2014, làm Bí thư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2020. Sai phạm dẫn đến khởi tố, khám xét nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến là vì ông đã trực tiếp chỉ đạo tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Thâu, gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Sai phạm này của ông Trịnh Văn Chiến vào lúc ông đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời điểm sai phạm là vào năm 2013. Để tội phạm Trịnh Văn Chiến nắm Bí thư tỉnh ủy, ông Tổng Bí thư không thể vô can vì ông đã gây ra quá nhiều những quan chức thành củi. Lẽ ra cái ông nhọt của Trịnh Văn Chiến phải được trị dứt điểm ngay tại nhiệm kỳ của ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu Nguyễn Phú Trọng với vai trò là người đứng đầu đảng lại để ông này lên làm Bí thư tỉnh ủy và vào Trung ương Đảng. Vậy người đứng đầu đảng không có lỗi hay sao? Đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Sau khi vào Trung ương Đảng và giữ chức Bí thư tỉnh ủy, một lần nữa ông Chiến lại gây ra scandal nâng đỡ không trong sáng khi ông này nâng đỡ hốt girl Trần Vũ Quỳnh Anh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Cô Quỳnh Anh được ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm rất thần tốc. Sau khi vụ việc đổ bể, Ủy ban Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Tuấn. Cũng theo một nguồn tin được nội bộ đưa ra, thì chính quyền tỉnh cho biết thực ra hốt cô hốt cơ Trần Vũ Quỳnh Anh là phong nhì của ông Trịnh Văn Chiến. Ông Ngô Văn Tuấn nhận lệnh của ông Chiến để nâng đỡ thần tốc cho người tình của ông Chiến, nhưng cuối cùng ông Ngô Văn Tuấn lại bị đổ vỏ cho ông Trịnh Văn Chiến. Trước đó đã có rất nhiều đơn tố cáo gửi lên Trung ương Đảng, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cho ông Trần Quốc Vượng xử lý, tạo điều kiện cho Trịnh Văn Chiến tiếp tục tự tung tự tác tại tỉnh Thanh Hóa cho đến ngày nay. Và bây giờ sự việc vỡ lở, ông ta đã bị khởi tố. Để một người đầy sai phạm như Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị, ông Trọng cũng vô can hay sao? Vụ Trịnh Văn Chiến chỉ là một trong vô số các vụ điển hình trong cả nước. Trong tay ông Nguyễn Phú Trọng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an. Đây là ba vũ khí đủ để ông Trọng khui ra và cho cách chức những quan chức sai phạm ngay. Nhưng ông cứ im lặng, cho họ tiếp tục nắm quyền và lên chức, thậm chí là vơ vét và tham nhũng cho đầy túi. Ông cứ để cho những con người phá hoại này tiếp tục được lên cao và phá hoại khủng khiếp hơn, rồi ông mới cho bắt nguội. Như vậy thì làm sao tránh được thiệt hại do những kẻ tội phạm này gây ra, đó là thiệt hại cho nhân dân. Tuy hô hào là nhà nước pháp quyền, nhưng luật pháp đang bị ông Trọng sử dụng một cách rất tùy tiện. Bởi nếu sử dụng luật pháp tùy tiện theo ý muốn thì mới có điều kiện ngã giá về mặt chính trị, mới có điều kiện để các bên trao tay những hợp đồng tiền bẩn nhằm mang lại kết quả kiểm tra có lợi cho các ông quan tham. Quan chức của Đảng không chỉ Trịnh Văn Chiến bê bối mà cao hơn còn có các ông như Trần Tuấn Anh, Phùng Xuân Nhạ, vân vân. Ông Trần Tuấn Anh gây rất nhiều tai tiếng khi ông đang đương chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đó là vấn đề điều hành vĩ mô bất cập đối với ngành xăng dầu và ngành điện, xuất hiện dấu hiệu trục lợi từ những lợi ích nhóm nhiều năm trước. Người dân cũng kêu gào rất nhiều, cộng đồng mạng cũng lên tiếng với biết bao bài viết phân tích có giá trị. Thế nhưng ông Tổng Bí thư nào có lắng nghe. Ông ta cứ ôm khư khư chức Tổng Bí thư của mình tới 3 nhiệm kỳ, nó cũng trái với điều lệ của Đảng. Ở Đại hội 13, nhiều người nghĩ rằng Trần Tuấn Anh phải bị loại vì những sai phạm rất rõ ràng. Tuy nhiên, với vai trò là trưởng ban nhân sự của Đại hội, ông Trọng vẫn để cho ông Trần Tuấn Anh tiếp tục nắm giữ quyền lực. Không những thế, ông còn đưa Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị, trong khi Trần Tuấn Anh nhận được sự tín nhiệm rất thấp ngay trong cái đảng của ông ta. Ông làm trưởng ban nhân sự của Đại hội, nhưng để lọt ra toàn tội phạm vào các vị trí quyền lực cao nhất. Ông Trọng để cho tội phạm tiếp tục trị dân, thì tội của ông còn lớn hơn tội của những tên tội phạm nắm quyền kia rất nhiều. Với Đảng, ông Trọng không thuận theo số đông mà đưa tay kéo Trần Tuấn Anh không được tín nhiệm trong Đảng vào thẳng luôn Bộ Chính trị. Đấy khác nào ông xem thường ý kiến tập thể. Nó trái ngược với những điều hàng ngày ông vẫn huỳnh hoàng. Quý vị vừa xem bản tin Tổng Trọng để những tội phạm trị dân, Tổng Bí thư cũng là tổng tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.